Những khách hàng vui tính sau khi sử dụng combo 8 của Melan. Hậu quả của combo 8 đây. Đang sử dụng combo 8 của Melan, hy vọng cho hậu quả tuyệt vời. Và đây là hậu quả nặng nề. Vậy khi lan nhà bạn cứng đầu không chịu ra rễ thì sao? Lại là hậu quả của combo 8 nữa hả? Ra 5 vòi hoa luôn, chúc mừng chị nhé. Chỉ có mấy người bình luận vậy thôi à? Còn nhiều chứ, mà đọc mãi không hết. Xem này.